Hoan hỉ đón chào quý anh chị đã quay trở lại với chương trình Phong thủy ứng dụng của kênh Phong thủy Gia Cát, trực thuộc công ty kiến trúc Phong thủy Lộc Tài. Quý vị thân mến, mệnh chủ tuổi Thìn sinh năm 1952, nạp âm ngũ hành là trường lưu thủy, phần lớn là người cả đời có cuộc sống tương đối vất vả, tài lai tài khứ lúc còn trẻ, lúc trung niên thì mới có thể phát tài. Năm Canh Tý có nạp âm ngũ hành là Bích Thượng Thổ, Thổ Thủy tương khắc nên mệnh chủ cần phải chú ý nhiều về các bệnh liên quan tới xương cốt, các bệnh liên quan tới thận. Một mặt trong năm nay cần phải chú ý về vấn đề sức khỏe, an toàn khi tham gia giao thông. Mặt khác, nếu như cần phải xử lý những việc liên quan đến tài chính thì có thể tranh thủ ý kiến nhiều người hơn của người nhà hoặc là những người có chuyên môn để tránh bị lừa gạt. Nhâm Dương Thủy gặp Canh Dương Kim là thiên ấn, nghĩa là bản thân được sinh phù. Trong năm nay, những gia chủ tuổi Nhâm Thìn sẽ gặp được nhiều may mắn trong công việc cũng như tài lộc. Với những người theo đường quan vận thì càng cần hanh thông, cần phải chú ý các mối quan hệ xung quanh mình để tránh trường hợp có tiểu nhân quấy phá, ảnh hưởng đến công việc sự nghiệp. Khi gặp phải, cần phải bình tĩnh đưa ra phương án tối ưu để giải quyết vấn đề. Hung thần Kình Dương đóng mệnh. Hung thần Kình Dương thì làm cho bản mệnh bị hư hao về tài lộc, gặp nhiều điều không may mắn, vướng phải những chuyện không mong muốn. Về tổng quan vận hạn của tuổi Nhâm Thìn sinh năm 1952 vào năm Canh Tý. Tuổi Nhâm Thìn sinh năm 1952 nam mạng, trong năm 2020 là 68 tuổi, bị sao Thái Dương chiếu mạng, hạn Thiên La và vận niên Thổ Lộng Nguyệt. Sao Thái Dương đem lại sự tốt lành, phát triển về công danh, an khang thịnh vượng, nhiều tin vui. Nếu đi làm ăn xa thì sẽ phát tài, tài lộc lên cao, vạn sự hòa hợp tài lộc cho nam. Còn nữ lại hay bị ốm đau, thường gặp tai ách, nhất là vào tháng 6 và tháng 10 âm lịch. Hạn Thiên La chủ về sức khỏe tâm lý, người gặp hạn Thiên La đề phòng cảnh vợ chồng cãi vã, ghen tuông vô cớ, khiến cho chuyện nhỏ quá lớn, dẫn tới cảnh vợ chồng xa cách, ly thân, ly dị. Thế nên cả hai cần phải nhẫn nhịn, thấu hiểu nhau, như vậy mới có được hạnh phúc. Thổ Lộng Nguyệt là thỏ vờn trăng, báo hiệu một năm đầy vui vẻ hạnh phúc, công danh thành đạt, tiền bạc dồi dào. Công việc trước đây bị bế tắc đến nay tự nhiên gặp may mắn giải quyết được nhanh chóng suôn sẻ. Thi cử thì dễ dàng đạt được khoa bảng, xin việc hoặc thay đổi công tác, nhận vào được chỗ tốt đang thiếu người. Gặp được bạn tốt thì có tin vui trong gia đình, tiêu pha tốn kém nhiều, cho vay mượn thì khó đòi, hạn chế đến những nơi tiệc tùng ăn uống. Tuổi Nhâm Thìn sinh năm 1952 nữ mạng, trong năm 2020 là 68 tuổi, bị sao Thổ Tú chiếu mạng, hạn Diêm Vương và vận niên Thổ Lộng Nguyệt. Sao Thổ Tú có ngũ hành thuộc thổ, xét trên mọi phương diện đều xấu. Người bị sao Thổ Tú chiếu mạng cần phải đề phòng kiêng kỵ vào tháng 1 và tháng 8 âm lịch. Cả nam và nữ đều không tránh khỏi những ưu phiền, ngủ không ngon giấc hay mơ chuyện gở, kinh doanh buôn bán không phát triển. Ngoài ra, cần phải hết sức đề phòng những kẻ tiểu nhân ám hại, gia đạo có nhiều điều buồn phiền, bất an. Hạn Diêm Vương bất lợi lớn đối với phái nữ, đặc biệt là những người mang bầu sinh em bé thì hạn sức khỏe thai sản thường bị đe dọa nghiêm trọng. Tính tình nặng nhất có thể nguy hiểm đến tính mạng. Người đau ốm thì không nên chữa trị hoặc chữa trị không đến nơi đến chốn, lâu ngày cũng khó mà qua khỏi. Tuy nhiên đây là một năm tuyệt vời với mọi người, nếu không mắc phải bệnh hoặc là được chữa trị tốt thì năm nay ăn nên làm ra, phát tài phát lộc, gia đình luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự phát tài. Thổ Lộng Nguyệt là thỏ vờn trăng, báo hiệu một năm đầy vui vẻ, hạnh phúc, công danh thành đạt, tiền bạc dồi dào. Công việc trước đây bị bế tắc đến nay tự nhiên gặp may mắn, giải quyết được nhanh chóng và suôn sẻ. Thi cử thì dễ đạt khoa bảng, xin việc hoặc là thay đổi công tác, nhận được vào chỗ tốt đang thiếu người. Gặp được bạn tốt, có tin vui trong gia đình, tiêu pha tốn kém nhiều, cho vay mượn thì khó đòi, hạn chế đến nơi tiệc tùng ăn uống. Phương án kích hoạt cung tài lộc cho các gia chủ tuổi Nhâm Thìn sinh năm 1952. Phương án thứ nhất đó là chọn hướng nhà, văn phòng, cửa hàng. Yếu tố quan trọng nhất trong việc chọn hướng nhà, văn phòng, cửa hàng, khai sơn lập hướng mới cần phải xét đến tuổi của trạch chủ có phạm phải kim lâu, hoàng ốc, tam tai và có hợp với trạch đất của nhà mình hay không. Đầu tiên là xét đến kim lâu. Năm 2020 Canh Tý gia chủ 69 tuổi, theo cách tính kim lâu từ trước tới nay, trong năm này mệnh chủ sẽ phạm phải kim lâu. Năm 2020 Canh Tý, gia chủ Nhâm Thìn sinh năm 1952 là 68 tuổi, vậy nên sẽ phạm phải hoàng ốc.
Sẽ đến tam tai thì nam mệnh gia chủ, nhâm thìn 1952 cần phải tránh các năm tam tai dần, mão, thìn. Năm nay, theo cách tính tam tai thì gia chủ sẽ phạm phải tuổi đại kỵ tam tai. Vậy nên, nếu có xây dựng mới, gia chủ nhâm thìn 1952 nam mệnh sẽ không thể đứng ra tự động thổ cho trạch đất nhà mình. Nếu muốn bổ sơn vượng hướng để tiến hành xây dựng mới, mệnh chủ cần phải tiến hành tìm người phù hợp với trạch đất, hợp với tuổi của mệnh chủ để tiến hành động thổ. Tiếp theo thì xin mời quý anh chị cùng theo dõi những phân tích của chuyên gia phong thủy về cát hung vận khí từng hướng nhà khi kết hợp với gia chủ tuổi nhâm thìn sinh năm 1952. Với nam mạng nhâm thìn thì sẽ thuộc cung chấn mộc, xét theo cung mệnh thuộc đông tứ mệnh, vì vậy hợp với bốn hướng tốt của trạch đất đông tứ trạch, đó là đông phục vị, bắc thiên y, đông nam diên niên, nam sinh khí. Ngoài ra cần phải tránh bốn hướng xấu của tây tứ trạch, đó là tây nam họa hại, tây tuyệt mệnh, đông bắc lục giáp, tây bắc ngũ quỷ. Đối với nữ mạng nhâm thìn 1952 sẽ là cung chấn mộc, xét theo cung mệnh thuộc đông tứ mệnh, vì vậy sẽ hợp với bốn hướng tốt, đó là đông phục vị, bắc thiên y, đông nam diên niên, hướng nam sinh khí. Ngoài ra cần phải tránh bốn hướng xấu thuộc tây tứ mệnh, đó là tây nam họa hại, tây tuyệt mệnh, đông bắc lục giáp, tây bắc ngũ quỷ. Xây nhà ở hoặc là kinh doanh trên những căn nhà phạm vào họa hại, mà họa hại là sao lộc tồn thuộc thổ, hướng tây nam tượng quái lạc hôn, phạm vào thì bị quan phi khẩu thiệt hao tài tán lộc, bị bệnh tật, gặp phải tai nạn bất ngờ dẫn tới tổn thương lớn, cơ thể suy yếu, dễ nản chí, cô độc nghèo khổ nên xấu vô cùng. Xây nhà ở hoặc là kinh doanh trong căn nhà không hợp hướng bị phạm vào ngũ quỷ, mà ngũ quỷ là sao liêm trinh thuộc hỏa tượng quái là ly, chủ về nóng nảy, nhiều tai họa bất ngờ, tranh chấp kiện tụng, còn cái khó dậy, bị hỏa hoạn, bệnh tật, khẩu thiệt, hao mòn ruộng vườn gia súc, tán thải tán lộc, tổn hại nhân đinh. Hơn nữa, nếu cố tình bất chấp xây dựng sẽ cực kỳ nguy hại cho bản thân. Xây nhà ở và kinh doanh trên những căn nhà không hợp hướng bị phạm vào tuyệt mệnh, mà tuyệt mệnh là sao phá quân, thuộc kim tượng quái là đoài, phạm cung tuyệt mạng có thể bị tuyệt tự, tổn hại con cái không sống lâu, dễ bị tiểu nhân quấy phá nhiều khó khăn, dễ tai nạn dẫn tới mất sức lao động, lắm bệnh tật con cái kém cỏi, dễ có chuyện thị phi, mắc bệnh khó chữa. Xây nhà ở hoặc là kinh doanh trên những căn nhà không hợp hướng phạm vào lục sát là sao văn khúc thuộc thủy, tượng quái là khảm, chủ về thị phi, khiến tâm lý luôn rơi vào trạng thái rối loạn, bất an, không tập trung vào công việc, khiến cho tài vận đi xuống, gia đạo nhiều biến động. Các thành viên sinh sống trong nhà gặp phải nhiều chuyện không như ý. Xây nhà ở hoặc là kinh doanh trên những căn nhà hợp hướng được phục vị nên rất cát lành, được xếp vào hàng đại cát đại lợi. Phục vị là sao tả bồ thuộc mộc hướng đông nam, tượng quái là tốn, chủ về khoan dung, nam giới coi trọng gia đình, trị gia trước rồi mới bình thiên hạ, ắt sinh quý tử, con cái dễ nuôi, sự nghiệp và công việc hành thông thuận đạt. Nếu như mệnh chủ gặp nhiều sự không thành, hao tổn tài lộc, đặt cửa giường tại phục vị để hóa giải theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy. Xây nhà và ở hợp hướng được sinh khí rất cát lành, vì sinh khí tượng là sao tham lang thuộc mộc hướng đông, tượng với là chấn, chủ về nhân ái, tài lộc, lợi cho quan lộc, làm ăn mau giàu, nhân khẩu tăng thêm, khách khứa tới đông, lợi cho đàn ông, giúp người ta có sinh khí tích cực hướng lên, tượng trưng cho các tường và thuận lợi. Hướng này rất phù hợp cho các gia chủ theo đuổi sự nghiệp kinh doanh, tiến hành mở cửa hàng công ty hay là nhà hàng. Xây nhà ở hoặc là kinh doanh trên những căn nhà được hướng diên niên là sao vũ khúc thuộc kim, hướng tây bắc tượng quái là càn, chủ về hòa thuận, lợi về quan hệ xã giao, vợ chồng hòa thuận, hôn nhân dễ thành nhiều phúc lộc, trung phú sống lâu, của cải vợ chồng vui vẻ, nhân khẩu lục xúc đại vượng. Đây là hướng đẹp phù hợp đối với mệnh chủ. Xây nhà ở hoặc là kinh doanh trên những căn nhà được hướng thương y, thuộc sao cự môn thổ, chủ quản tại hướng đông bắc, tượng quái là cấn, chủ về sức khỏe, giàu có ngàn vàng, không tật bệnh, nhân khẩu, ruộng vườn, súc vật đại vượng, khoảng một năm có của, vượng tài phát lộc, lợi cho phụ nữ, tính cách khoan dung nhường nhịn, dễ được quý nhân giúp đỡ. Mệnh chủ tuổi nhâm thìn sinh năm 1952 sẽ cần phải chú ý chọn cho mình các hướng nhà, hướng cửa hàng phù hợp với tuổi của mình để công việc được hanh thông, thuận lợi, viên mãn. Phương án tiếp theo, tuyển chọn nhân sự cho cửa hàng công ty. Tuổi theo thiên can hóa ngũ phúc, đinh hợp nhâm hóa mộc hỏa vào những tháng 1, 2, tháng 4, tháng 4 nhuận, tháng 5, 6, 8, 9, 10 âm lịch. Vậy nên, nếu như mệnh chủ muốn hợp tác hoặc tuyển dụng những nhân sự có nạp giáp thiên can là đinh, có thể tiến hành vào những tháng này.
Một số mệnh chủ tuổi Đinh như Đinh Tị 1977, Đinh Mão 1987, Đinh Sửu 1997, Đinh Mùi 1967, Đinh Dậu 1957. Tuổi theo tam hợp hóa ngũ phúc Thân, Tý, Thìn, Hóa, Thủy vào các tháng Thìn, Thân, Dậu, Hợi, Tý, tương ứng với đó sẽ là các tháng 3, 7, 8, 10, 11 âm lịch. Nếu mệnh chủ tiến hành hợp tác làm ăn với những tuổi trong bộ tam hợp này thì cần phải chú ý những tháng trên. Nếu có thể tiến hành vào những tháng này, rất hanh thông, thuận lợi và may mắn. Và một số điều cần phải chú ý khi mà chọn tuổi trong bộ tam hợp, đó là nếu kết hợp với các mệnh chủ tuổi Thân sẽ chọn các ngày giờ là Tý. Và ngược lại, nếu mệnh chủ có tiến hành kết hợp làm ăn với những mệnh chủ tuổi Tý thì sẽ chọn ngày giờ là Thân. Tuổi Thiên Lộc. Tuổi Thiên Lộc mang lại tài lộc may mắn về mặt tài chính, sự nghiệp và công danh. Vị trí tốt cho tài lộc có thể là đối tác, nhân viên lễ tân, nhân viên bảo vệ, vợ con. Tuổi Thiên Lộc của tuổi Nhâm Thìn sinh năm 1952 sẽ là Hợi, bao gồm các tuổi theo thứ tự ưu tiên như sau: Tân Hợi 1971, Quý Hợi 1983, Ất Hợi 1995, Đinh Hợi 2007 và Kỷ Hợi 1959. Do Tuất Thìn là trực xung nên việc chọn tuổi làm ăn kinh doanh cần phải chú ý, hạn chế hết sức có thể việc kết hợp với những mệnh chủ tuổi Tuất. Nếu tiến hành cần phải có biện pháp hóa giải hợp lý. Ngoài ra Thìn Dậu thuộc bộ lục hợp nên việc chọn tuổi để kết hợp cũng có thể sử dụng tuổi Dương Quý Nhân là người hỗ trợ giúp đỡ mình biểu hiện ra bên ngoài, ứng với vị trí của nhân viên kinh doanh, người hỗ trợ kinh doanh chồng con. Dương Quý Nhân của Nhâm Thìn 1952 là Tỵ, bao gồm các tuổi theo thứ tự ưu tiên: Ất Tỵ 1965, Tân Tỵ 2001, Đinh Tỵ 1977, Kỷ Tỵ 1989, Quý Tỵ 1953. Tuổi Âm Quý Nhân là người hỗ trợ giúp đỡ phần tiềm ẩn, ứng với vị trí nhân viên kế toán, thủ kho, thủ quỹ. Âm Quý Nhân của Nhâm Thìn 1952 sẽ là Mão, bao gồm các tuổi theo thứ tự ưu tiên như sau: Quý Mão 1963, Ất Mão 1975, Kỷ Mão 1999, Quý Mão 1963, Tân Mão 1951 hoặc sinh năm 2011, Đinh Mão 1987. Vị trí cung tài lộc và cung quý nhân trong trạch đất. Hợi tại phương vị Tây Bắc 337,5 độ, Tỵ tại phương vị Đông Nam 157,5 độ, Mão tại phương vị Đông 97,5 độ. Các vị trí này trong nhà, cửa hàng, công ty, mệnh chủ cần phải chú ý luôn luôn giữ sạch sẽ, không được để những vật dụng nhiều âm khí, uế khí. Có thể sử dụng thêm các vật phẩm phong thủy để chiêu mời quý nhân, kích hoạt hòa hợp âm dương thiên địa nhân hợp nhất để bài trí, an vị tại các phương vị này trong văn phòng và cửa hàng nhà mình. Kích hoạt tài lộc cho năm 2020. Năm 2020 theo sơ đồ cửu tinh thì các phương vị tốt để kích hoạt khí của giao nhất bạch, bát bạch và cửu tử lần lượt ở phương vị Tây, Tây Bắc và Đông Bắc. Tại các phương vị này trong cửa hàng, mệnh chủ có thể tiến hành đặt các cây tài lộc, các vật phẩm kích hoạt tài lộc để kích vượng khí, nạp phúc khí cho mình. Ngoài ra, đây là các phương vị kích hoạt theo từng năm nên mệnh chủ cần phải chú ý do từng năm sẽ có những thay đổi khác nhau nên tại các vị trí này mệnh chủ không cần phải quá chú trọng để ý nhiều. Tuổi Thiên Mã. Tuổi Thiên Mã liên quan đến vận động vận chuyển ở bên ngoài, ứng với các vị trí lái xe, nhân viên thu hồi công nợ, nhân viên vận chuyển hàng hóa. Tuổi Thiên Mã của Nhâm Thìn sinh năm 1952 sẽ là Dần, bao gồm các tuổi theo thứ tự ưu tiên: Bính Dần 1986, Giáp Dần 1974, Mậu Dần 1998, Canh Dần 1950, Nhâm Dần 1962. Các vật phẩm quan trọng thường được bày biện trong nhà, văn phòng, cửa hàng mà gia chủ cần phải chú ý nhiều hơn, đó là két sắt. Đây là vật phẩm giúp cho gia chủ thu giữ, tích trữ, trấn giữ tài lộc cho nhà mình. Thường sẽ cần đặt để vào các vị trí kín ẩn, không được đối xung với cửa nhà, cửa phòng cất giữ. Vị trí đặt để lý tưởng nhất thường là vào phương vị tài lộc của mệnh chủ. Đối với bàn thờ thần tài, thần tài là vị thần cai quản tiền bạc vật chất trong nhân gian và cả tiên giới. Chính vì vậy, người dân thờ thần tài với mong muốn nhận được may mắn thành công trong việc kinh doanh buôn bán. Việc thờ cúng cần phải đầy đủ trang nghiêm. Anh chị hãy cùng theo dõi video hướng dẫn chi tiết của chúng tôi trong video hướng dẫn chi tiết trên kênh. Và thường việc đặt bàn thờ thần tài, các gia chủ cần phải cố gắng đặt vào những cung tốt theo tuổi của mình. Nhưng đây cũng chưa phải là cách tốt nhất và tối ưu nhất. Việc bố trí, bài trí cần phải tuân theo cách cục sắp xếp của các công năng trong nhà, tránh được các xung sát trong nhà.
Tại phương vị quý nhân của mình, gia chủ có thể sử dụng thêm các vật phẩm kích hoạt hòa hợp, tăng cường vận khí của mình. Nên theo quan niệm của dân gian từ xưa tới nay, cái gốc của tài lộc chính là hòa hợp. Muốn có được tài lộc tốt, chắc chắn phải có hòa hợp. Nếu không có gốc chắc chắn, sẽ như bông hoa sáng nở tối tàn. Ngoài ra thì tại văn phòng làm việc có thể đặt thêm một số cây xanh đem lại tài lộc, tạo nên sức sống không gian trong xanh. Cây kim ngân. Theo quan niệm của người Đông Phương, cây kim ngân là loài cây thu hút tiền tài bởi kim ngân có nghĩa là tiền vàng, vật chất giàu sang. Vì vậy, đặt loại cây này trên bàn làm việc, chủ nhân sẽ luôn gặp may mắn thịnh vượng trong công việc và cuộc sống. Đặc điểm của cây kim ngân đó là có lá xanh tươi quanh năm, đa dạng về hình dáng, thích hợp trồng trong đất và cả thủy sinh với nhiều kích thước khác nhau nên đáp ứng được đầy đủ mọi nhu cầu trang trí nội thất. Cây vạn niên thanh hay còn gọi là cây trầu bà vàng có ý nghĩa trong phong thủy mang đến may mắn, sức khỏe và vững bền trong sự nghiệp. Lá cây hình trái tim có đường vân màu vàng trắng đẹp mắt, vì vậy đây là loại cây phong thủy hợp với những người tuổi Nhâm Thìn sinh năm 1952. Cây ngọc ngân trong phong thủy còn có ý nghĩa về tiền bạc, dồi dào. Đây là loài cây mang đến may mắn, nhiều thịnh vượng, tài lộc cho chủ nhân. Cây ngọc ngân có vẻ đẹp thanh thoát, lá và thân nổi bật với nhau xanh đốm trắng nên tinh tế, tạo cảm giác thư thái mát mắt mỗi khi ngắm nhìn. Đặc biệt đây là loại cây rất hợp với những mệnh chủ tuổi Nhâm Thìn sinh năm 1952. Cây ngọc ngân thì còn có tác dụng thanh lọc không khí, hút bụi và các chất độc hại đem đến không gian trong lành tươi mát. Ngoài ra đây là loài cây ưa bóng râm, thích nghi tốt với môi trường trong nhà và văn phòng làm việc. Cuối cùng thì việc lựa chọn màu sắc quần áo, màu sắc xe phù hợp với mình để tăng cường vận khí mang lại bình an may mắn sẽ phụ thuộc nhiều vào bát tự của mình. Gia chủ cần phải cung cấp đầy đủ những thông tin năm tháng ngày giờ sinh để các chuyên gia phong thủy phân tích, đưa ra thông tin ngũ hành có đang khuyết thiếu, giúp mệnh chủ bổ sung lại đầy đủ hơn. Với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, mong rằng các mệnh chủ tuổi Nhâm Thìn sinh năm 1952 sẽ áp dụng được đối với doanh nghiệp, công ty, cửa hàng của mình để công việc thêm phần hanh thông, cuộc sống tốt đẹp hơn. Quý anh chị đừng ngần ngại bày tỏ cảm xúc thắc mắc của mình ở phía dưới phần bình luận để được sự hỗ trợ từ thầy Gia Cát cùng đội ngũ tư vấn hỗ trợ của thầy. Sự góp ý chân thành của quý anh chị sẽ giúp chương trình ngày một hoàn thiện hơn. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức mới nhất về phong thủy tử vi ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Cảm ơn quý anh chị đã quan tâm theo dõi, ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Chúc quý vị và các bạn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.